Rồi, bây giờ thầy sẽ hướng dẫn cho các bạn viết câu nha. À, trong cái sắp 1.000 câu này các bạn. À, không đổi nghĩa nè. Sắp này thầy đã share cho các bạn lâu rồi. Và hiện tại trên Youtube ha. Trên kênh Youtube của thầy á. Thầy đã hướng dẫn cho các bạn nè. Đây, đã xong những phần này ha. Rồi, những cái phần này thầy kéo xuống đã xong hết rồi các bạn. Thì các bạn muốn viết câu giỏi ha. Thì các bạn phải nắm được cấu trúc câu. Các bạn phải nhớ idiom. Các bạn phải nhớ collocation. Rồi các bạn phải biết cách sử dụng từ rất nhiều yếu tố các bạn nha. Còn giả sử như mà các bạn thấy những yếu tố đó mơ hồ quá thì cứ lấy cái sắp này này các bạn, các bạn làm 3 lần. Rồi, làm 3 lần cho thầy thì tự nhiên bạn sẽ ngộ ra và bạn sẽ nhớ cấu trúc và bạn sẽ giỏi sẽ hiểu lên các bạn nha. Rồi viết đi viết lại các bạn, tự nhiên nó sẽ ngộ ra. Rồi, nếu như các bạn không được học bài bản từ A tới B, từ B đến C tới D các bạn rồi những cái câu này là thầy đã hướng dẫn hết rồi các bạn nha Rồi cứ thầy thấy rất nhiều cái đề chuyên anh các bạn có trong những cái câu ở đây nè Rồi tóm lại những câu này là từ nhiều đề thi chuyên anh và từ nhiều đề thi Olympic các bạn Rồi trong đó các bạn nó không ở đâu xa Và người ta quanh đi quảnh lại cũng nhiều đó các bạn Là ít loại 1, loại 2, đảo ngữ rồi vân vân rồi các bạn phải làm xuyên học nha. Rồi tóm lại là buổi trước các bạn là ở trên YouTube là chúng ta đã xong tới câu 361 các bạn thì ở video này các bạn chúng ta sẽ làm từ câu 300... 361 các bạn nha rồi rồi em inbox đi thầy sẽ gửi cho nha ngọc nha inbox thầy sẽ gửi sẽ gửi cho em inbox mà inbox bên pay của thầy á bởi vì thầy sử dụng inbox à, Facebook cá nhân thì gửi file thì Facebook tưởng thầy bán hàng online Nó sẽ block thầy Rồi bây giờ chúng ta sẽ làm từ câu 361 các bạn Thì anh ta sẽ không có cho phép ai đó đụng vào à, Đụng vào cái records của anh ta Là cái bản ghi chép các bạn Hoặc là những cái băng đĩa ha Rồi tóm lại là không cho phép ai sờ vào đồ vật của anh ta các bạn Thì tóm lại đây là cách sử dụng từ các bạn nha Đây là lesson one cộng v1 này, các bạn Thì nếu mà các bạn không thi chuyên anh các bạn thi học sinh giỏi thì người ta sẽ cho các bạn từ allow allow someone to verb permit someone to verb ở đây các bạn thi chuyên anh nên người ta cho các bạn từ object các bạn object thì bạn phải đi với tu rồi và object tu thì các bạn phải cộng verb in nha rồi đây verb uh, à, các bạn rồi hết chưa xong các bạn nha thầy chỉ biết vậy thôi records các bạn rồi tuy nhiên bạn viết thế này là chưa đủ nghĩa các bạn rồi, chỗ này chưa đúng nghĩa nha. Chỗ này các bạn phải điền cho thầy cái từ anyone else các bạn. Anh ta phản đối bất cứ ai. Rồi, uh, thêm thì L vào thì nó sẽ hay nữa các bạn. Rồi, tóm lại trong câu này bạn nhớ cho thầy object to còn web in. Đây là cấu trúc các bạn. Rồi, anyone cũng được, anyone else cũng được nha. Rồi, đều đúng các bạn. Rồi, chúng ta đã xong một câu. Đây chính là cách sử dụng object. Uh, các bạn object to của pop in. Và bây giờ chúng ta sẽ qua cái từ opinion này các bạn. Ở trong uh, sách destination này chúng ta rất là hay các bạn. Xác destination chúng ta rất là hay. Thì những chữ này có hết trong đó này các bạn. Bạn nào mà để ý có hết trong đó luôn. Cái từ opinion này chúng ta có collocation của nó các bạn là có cái low có hai các bạn. Ta ghi cho các bạn là low hai Rồi, thấp hay cao các bạn? Rồi, anh ta không suy nghĩ nhiều về cái buổi biểu diễn âm nhạc ngày hôm qua các bạn. Rồi, không suy nghĩ nhiều có nghĩa rằng à, anh ta không có thích. Thông thường không thích thì không suy nghĩ nhiều các bạn. Rồi, thì ở đây các bạn có opinion nè. Các bạn sẽ có một cái sự kết hợp từ là hết R uh, các bạn. Low, rồi, hoặc là hai nha. Rồi, opinion. Rồi, uh, uh, viết lại các bạn. Rồi, of the musical nha. Uh, show yesterday yesterday các bạn rồi các bạn sẽ viết cái này và trong câu chúng ta thì các bạn sẽ sử dụng thầy từ lô nha rồi đây chính là cách sử dụng uh, từ đó các bạn rồi thầy chào tất cả các bạn nha thầy chào Hương Phạm nè rồi thầy chào tất cả các bạn rồi thầy thấy là rất nhiều bạn làm rất là tốt nha rồi rồi uh, lưu ý cho thầy là object to anyone nha rồi object to anyone mới đúng các bạn rồi uh, rất nhiều bạn làm rất là tốt rồi bây giờ chúng ta sẽ qua câu 363 các bạn Rồi các bạn Cái sắp này các bạn cứ sách ra làm đi làm tới làm lui làm tới làm lui thì đảm bảo các bạn là bạn làm ba lần bạn sẽ giỏi không có không có bí kíp gì hết các bạn bởi vì phải nhớ các bạn tiếng anh là phải nhớ à, suy luận thì cũng có nhưng mà nó thiên về trí nhớ các bạn rồi cái buổi hòa nhạc này không tốt như anh ta đã mong đợi các bạn rồi cái buổi hòa nhạc này không tốt như anh ta đã mong đợi thì ở trong câu 363 này Uh, nó sẽ liên quan tới cái từ expectation nè các bạn. Expectation này bạn sẽ dùng như thế nào nha. Rồi, đây. Uh, expectation thì bạn sẽ nhớ cho thầy một cái các bạn là cái từ lift up to nè. Lift up to. Uh, rồi lift up to cái gì đó expectation ha. Trong trường hợp này là his is uh, expectation các bạn. Rồi, có nghĩa rằng đáp ứng nha. Đáp ứng mong đợi, cái này là đáp ứng mong đợi các bạn. Hoặc bạn có thể come nha. Rồi, come, lift up. Hoặc là come up to his uh, expectation các bạn. Rồi, thì chỗ này nè. Theo nghĩa của bài các bạn. Thì nó không đáp ứng ha. Rồi, didn't các bạn. Rồi, đây sẽ didn't. Một số bạn mà cao thủ hơn nữa các bạn. Một số bạn mà cao thủ hơn nữa ha. Bạn sẽ không dùng didn't các bạn. Rồi, cao thủ hơn nữa trong tiếng Anh. Có một từ nói rất là hay các bạn. Là bạn sẽ sử dụng với thầy là fail to nè phải dùng quá khứ nha fell to rồi đây bạn sẽ biết thế này rồi đây là cao thủ viết đó các bạn rồi sau này bạn sẽ thấy ha sau này sẽ có một cái bạn nào đó ha có một bạn rất là giỏi tiếng anh nói với bạn không giỏi tiếng anh dễ gây hiểu nhầm ví dụ như bạn viết nói thế này nè đây bạn sẽ nói này là i can't rồi fell uh, to love you các bạn rồi nếu bạn nói câu này thì bạn nào không giỏi tiếng anh nói là chết rồi bạn ấy không thích mình nhưng mà dịch kỹ lại các bạn thì ở đây là không không đó các bạn không không là có ha không thể không các bạn rồi ý là vậy nha rồi ý là vậy các bạn rồi ý là vậy các bạn rồi à, bây giờ chúng ta sẽ qua câu tiếp theo các bạn là câu 364 nha rồi thầy thấy rất nhiều bạn làm rất là tốt ha rồi bạn canary nè bạn like nè bạn vũ thành bạn như thảo nha à, đây không phải là sách em đây là cái 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 file tổng hợp của thầy Uh, file 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 tổng hợp của thầy tóm lại là thầy gom gom lại từ các đề thi chuyên anh nè, uh, thi học sinh giỏi, uh, Olympic từ vân vân thì gom lại một file cho nó dễ làm, rồi cho nó cho nó đẹp, cho nó dễ làm các bạn. Bởi vì hình thức thấy uh, đẹp thì chúng ta sẽ dễ làm hơn. Rồi bây giờ chúng ta sẽ qua tiếp theo các bạn. Thì giáo viên âm nhạc là thành viên duy nhất của nhân viên không tham dự buổi hòa nhạc. Rồi chúng ta hay gặp cái chữ này các bạn, cái từ exception nè. Và các bạn có cái cụm từ là with the exception of các bạn. Rồi, with the exception of nè. Là uh, ngoại trừ, ngoại lệ ha. Ngoại trừ, ngoại lệ ai các bạn? Rồi, ngoại trừ, ngoại lệ music teacher. Rồi, music teacher đây các bạn. Phải cái nha. Rồi, ngoại trừ giáo viên âm nhạc các bạn. Thì mọi thành viên. Thì các bạn dịch là mọi thành viên. Mọi thành viên thì các bạn phải có cái cách cách nói khác các bạn. Ở trên là thành viên duy nhất mọi các bạn dùng cái thầy từ every nha rồi every member rồi member các bạn off nè off stop nha rồi rồi thì every member off stop các bạn nó là chủ ngữ các bạn chủ ngữ ha thì chỗ này bạn sẽ dùng động từ cho thầy nha attended the concert các bạn nha rồi buổi hòa nhạc rồi câu này bạn sẽ viết như thế này tóm lại là nó khó cái chỗ là with the exception of các bạn rồi rồi, uh, một số bạn thì viết là tất cả các thành viên cũng đúng luôn nha. Rồi, bạn viết on members of cũng đúng luôn các bạn. Tuy nhiên chữ staff này không thêm S nha. Chữ staff này mà thầy thấy rằng có bạn thêm S đó nha. Thầy thấy rằng trong cái uh, lớp của thầy có nhiều bạn viết luận á, bạn viết chữ staff mà bạn thêm S là không đúng nha, bởi vì chữ staff này các bạn là nó vừa ít vừa nhiều các bạn. Nó không giống như cái từ fish là con cá nè. Con cá này vừa ít vừa nhiều bạn có thể thêm S hoặc không, không thêm nó cũng nhiều mà nó một con cũng là fish mà nhiều con cũng là fish hoặc bạn thêm S nha. Còn cái từ stop này thêm là chặt lock các bạn. Rồi bây giờ chúng ta sẽ qua câu tiếp theo các bạn. À câu số 365 nha. Đây, bạn phải làm các bạn. Thì cái ấn tượng hầu hết người ta có uh, của anh ta là rằng anh ta là một cái uh, ca sĩ tốt các bạn. Thì từ đây khúc này các bạn Ấn tượng hầu hết người ta có về anh ta Đây sẽ là chủ ngữ đó các bạn Tách ra là rằng Rồi là đây là động từ rồi các bạn Còn khúc này là object nha Rồi khúc này là object Đây là subject verb object rồi ở đây tóm lại là chúng ta phân phân tích cái câu trên kia ra thì, thì rõ ràng các bạn thấy rằng anh ta có một cái tiếng tâm He has a, uh, các bạn, right A reputation reputation đây rồi reputation rồi ở chỗ này ha các bạn sẽ có ba cách sử dụng nha rồi các bạn sẽ có ba cách sử dụng chỗ này các bạn thứ nhất nếu mà bạn dùng for thì bạn sẽ cộng now các bạn các bạn sẽ cộng now rồi bạn sẽ cộng now các bạn rồi nếu mà bạn dùng as rồi nếu mà bạn dùng as thì bạn sẽ cộng là người luôn Thôi để thầy biết, bây giờ ở đây for nè. Thì ở chỗ này anh ta có một cái tiếng tâm là một ca sĩ tốt nha. Rồi ở đây bạn dùng uh, uh, các bạn. Op uh, là là hay nhất ha. Đây, op uh, là hay nhất. Vì sao từ từ thầy sẽ phân tích cho các bạn nha. Op uh, be in phải dĩ nhiên là giới từ rồi các bạn. Be in a good singer. Singer các bạn. Ờ uh, rồi, hoặc chỗ này bạn sẽ dùng sử dụng thầy là for nha. Nếu bạn sử dụng là for đây nè. Đây for đây các bạn. Thì chỗ này bạn sẽ viết cho thầy là là a good singer các bạn. Rồi, không không rồi ở good singer. Đây các bạn. Rồi, ở good singer hoặc bạn sử dụng từ s nha. Rồi, s đây. Đây s đây các bạn. S đây sẽ là a good à uh, singer. Singer nha, không phải singer các bạn. Rồi tóm lại là trong câu này các bạn thì bạn sẽ được sử dụng ba từ nè, of, be in, for a good singer, s a good singer. Và cái câu ba câu này đều đúng ha, nếu mà of á. Uh, nếu mà for bạn đừng dùng in ở đây. Rồi tóm lại bạn hãy xem cách sử dụng cái từ này trong đây nha. Đây bạn hãy xem cách sử dụng một cái từ này trong đây nè. Rồi reputation đây, bạn thấy nè, ở đây op là be in nha. Đây, op là ta ghi cho các bạn là be in nha. Đây. Đây op là be in, còn for nè, for cũng là danh từ rồi các bạn, for quality nè. Còn ở đây nè, as an nè, người nè. As an người các bạn. Rồi tóm lại là bạn phải cẩn thận ở chỗ này nha. Nếu mà bạn for mà bạn be in ấy, thì không chuẩn nha. Chúng ta nghĩ rằng chúng ta đúng nhưng mà về là chật lất. Rồi tóm lại là cẩn thận. Rồi, cẩn thận các bạn Rồi, thầy chào à, Bảo Thanh nha Bảo Thanh đã học toán xong Rồi, thầy chào Bảo Thanh à, in, Inbox trên bay thầy gửi cho nha Bây giờ thầy, thầy không có thời gian gửi mail luôn em Em cứ inbox, gửi mail Em inbox cho thầy, thầy tính kèm cái bụp 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 Thầy gửi cho em liền Còn gửi mail thì thầy phải vào mail Thầy đánh địa chỉ tung tung Inbox cho thầy là nhanh nhất Rồi, bây giờ các bạn sẽ qua câu số 366 các bạn Đây, 366 các bạn Thì anh ta được nói các bạn có nghĩa rằng người ta nói rằng á, người ta nói rằng anh ta là một cái nhà cái người chơi uh, violin rất là tốt nha, rồi rất là hay, rồi anh ta được nói, thì người ta nói rằng anh ta là một cái người chơi violin rất là tốt, thì ở đây các bạn sẽ có hai chữ các bạn, một là bạn sẽ dùng cái thầy là come over, hai là bạn sẽ sử dụng cái là cái come across nha, rồi thì hai chữ này các bạn nó tương tự như là cái Uh, sim nó ngữ là sim là dường như các bạn rồi nó tương tự là sim thì come across này nó không có nghĩa rằng tình cờ thấy tình cờ thấy các bạn mà come across chúng ta sẽ có ba nghĩa các bạn một là dường như rồi hai là bày tỏ ba là tình cờ thấy nha rồi anh ta dường như rồi anh ta dường như à, uh, là một cái người chơi violin rất là tốt các bạn rồi violin à, uh, đây violist ST Violinist Violinist Viết thầy viết cái sai không ta? Violinist Rồi, Violinist Đây các bạn, đây Rồi, tóm lại cái cụm từ này các bạn Anh ta dường như là một Rồi, người ta nói rằng Rồi, hai câu này thì tương tự nghĩa ha Khi mà viết câu không đổi nghĩa các bạn Các bạn lưu ý cho thầy là Nghĩa chỉ tương đương khoảng 99% nha Nó sẽ không có tương đương hết các bạn Rồi, không có tương đương hết Rồi rồi. Rồi bây giờ chúng ta sẽ qua câu tiếp theo các bạn. À chúng ta sẽ qua câu 367 nha. Rồi số ngày trong năm nhuận ha. Rồi. Đây các bạn. Thì chúng tôi bỏ lỡ cái buổi hòa nhạc các bạn bởi vì chúng tôi đã ngủ quên. Rồi, chúng tôi ở đây người ta cho các bạn có từ consequence hậu quả ha, là kết quả các bạn. Rồi, chúng tôi bỏ lỡ cái beginning. Rồi, of the concert con con rồi rồi ở đây bạn sẽ sử dụng thay một, một cụm từ nha như là s con one rồi cons one cons one of à, các bạn như là một kết quả của việc ngủ sleep pin nha Rồi bạn phải sử dụng cái này các bạn à, bạn phải biến nó thành động từ bạn nó thêm in vào như là cái việc của quên các bạn rồi còn cụm từ này thì thầy tin rằng hầu hết các bạn đều viết được ha. Bạn nào mà giữ nguyên cái từ overslap này là chưa có chuẩn nha. À, không có chuẩn các bạn. Rồi không có chuẩn các bạn. Rồi bây giờ chúng ta sẽ qua câu tiếp theo các bạn là câu 368 nha. Rồi rồi thầy thấy nhiều bạn viết rất tốt nha rồi nhiều bạn viết rất chuẩn luôn như là bạn Canary nè bạn Thúy Hà bạn Mừng rồi Ờ à, đúng rồi dường như là đó em Rồi dường như là à, Tobi thì có thể là có hoặc không nha Nhưng mà Sim Rồi Tobi nhiều khi có hoặc không Rồi bây giờ chúng ta sẽ qua câu tiếp theo các bạn Chúng ta sẽ qua câu tiếp theo nha Là câu số 368 các bạn Thì nó là trách nhiệm của bạn để nói bên ta Cái mà bạn cái mà phải làm Rồi nó là trách nhiệm của bạn Của bạn ha Thì ở phần này người ta không có cho các bạn từ Các bạn sẽ tự viết à, từ gì cũng được các bạn Miễn là hợp nghĩa thôi nha rồi, bạn nào còn nhớ cấu trúc này không? Ở đây là to be, supposed to các bạn. Rồi, bạn được cho là, bạn được cho là, à, bạn phải là, hoặc là, à, nó là trách nhiệm của bạn các bạn. Đây chính là duty nha. Cái từ supposed chúng ta có 3 nghĩa các bạn. Bạn được cho là, bạn được nghĩ là, rồi, à, phải là, rồi, có lẽ là các bạn. Rồi, bạn à, được cho là để mà nói. Cho anh ta what to do. Rồi, him các bạn. Uh, what to do. Đây. Đây, ba chữ này chính là is your duty đó các bạn. Rồi, chính là is your duty nha. Rồi, thì thấy câu này không làm khó các bạn. Được. Bây giờ các bạn qua câu 369 các bạn nha. Thì sếp của tôi các bạn làm việc tốt hơn khi anh ta bị áp lực về thời gian. Rồi, sếp của tôi. À, làm việc tốt hơn khi anh ta bị áp lực về thời gian. Rồi, càng ít thời gian mà sếp tôi có thì ông ta càng làm việc tốt hơn. Đây chính là cấu trúc càng càng các bạn nha. Rồi, cấu trúc càng càng. Càng ít thời gian mà sếp của tôi có các bạn. Rồi, my boss. I. Uh, has. Rồi, càng ít thời gian mà sếp của tôi có các bạn. Hiện tại ha. Header thì the better các bạn thì ông ấy càng làm việc tốt hơn he the better he works rồi bạn sẽ viết thế này cho thầy nha hoặc bạn có thể sử dụng cái uh, cấu trúc nào mà nó cũng tương tự thế này các bạn còn thầy thấy cách này là dễ nhất rồi rồi bây giờ chúng ta sẽ qua câu tiếp theo các bạn là câu 370 rồi nó được mong đợi rằng có nghĩa rằng chúng tôi mong đợi rằng người ta mong đợi rằng công ty này có nhiều lợi nhuận hơn vào năm sau rồi, công này chính là câu bị động dạng đặc biệt các bạn mà chúng ta đã học trong DES các bạn, DES B2. Thì công ty này được mong đợi expected này các bạn. Rồi, quan trọng nhất ở chỗ này nè. Chỗ này là một là tu hép cộng V3 hoặc là tu hép pin cộng V3, hai là tu cộng V1 với ý nghĩa là chủ động nha. Rồi, is expected to. Tôi ghét các bạn bởi vì phía sau nó hiện tại các bạn. Rồi, more profit nha. Rồi, this year các bạn. Oh, Rồi, đi Đây bạn sẽ viết thế này nha. Rồi, bạn sẽ viết như thế này các bạn. Rồi. Rồi, chúng ta xong câu 370 các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ qua câu 371 nha. Rồi đây. Thì tôi bị ngạc nhiên bởi cái sự tự tin của anh ta. Rồi, thầy thấy là Bảo Thanh nè. Bảo Thanh, Vũ Thành nè. Bạn like ha. Rồi, bạn Như Thảo nha. Rồi bạn Canary, bạn Phan Đạt nha, bạn Đỗ Thí Hà rồi các bạn làm quá chuẩn luôn, quá chuẩn luôn các bạn. Rồi và rất nhiều bạn khác nha, bạn Khánh uh, Nam Khánh nè, à. bạn uh, Nam Khánh tha, Thái ha. Rồi cực kỳ chuẩn luôn. Rồi bây giờ chúng ta sẽ qua với tiếp theo các bạn. Tôi bị ngạc nhiên bởi sự tự tin của cô ấy. Rồi thì quát đứng đầu, quát hoặc đá đứng đầu thì các bạn sẽ cần một câu làm chủ ngữ nha. Rồi tôi bị ngạc nhiên bởi sự tự tin của cô ấy cái điều mà cái điều mà các bạn à, quá là chủ ngữ đó các bạn ngạc nhiên tôi gây ngạc nhiên tôi đây là sẽ là chủ ngữ nè rồi bây giờ tới động từ các bạn là rồi là ha rồi ở đây là này các bạn là rồi à, cái sự tự tin của cô ấy nha rồi her confidence đây đây các bạn tóm lại câu này một mệnh đề làm chủ ngữ ha các bạn có thể gọi nó là mệnh đề danh ngữ vân vân đây s ở uh, V đây các bạn rồi à uh, à uh, đúng rồi tom ơi à uh, thầy dạy ba uh, phần ba uh, phần c 1 c 2 xong rồi em xem lại video nha cố gắng xem lại nha đừng có đừng có bỏ sót nha bởi vì uh, nguyên cuốn sách đó sau này em bỏ sót là em coi là em đuối lắm á thầy dạy tới đâu em cố gắng học tới nấy cho nó khỏe nha nếu bận thì cứ xem lại các bạn rồi bây giờ thì chúng ta sẽ qua câu tiếp theo dùng what ở uh, uh, Girl Uh, nếu mà em dùng What a confident girl Thì Không được nha Thành nha Bởi vì câu chúng ta nó sẽ không có uh, Không có Hợp nghĩa em Bởi vì em Bị bỏ sót đi cái từ ngạc nhiên rồi nè Rồi Rồi em bỏ sót đi cái từ ngạc nhiên rồi nè ha Rồi What a confident girl Một cô gái tự tin làm sao Và ở đây người ta dùng cái thì quá khứ nữa em. Rồi, còn cái câu mà water confident girl thì chúng ta sẽ không có biết nó đang ở cái trạng thái lơ lửng ha. Rồi trong câu này em dùng lại cái cách này nè là nó uh, chuẩn hơn ha, chính xác hơn. Rồi. Rồi bây giờ chúng ta sẽ qua câu 3772 các bạn, một ai đó nói tôi chuyến bay của tôi bị hủy khi tôi tới sân bay. Rồi, chúng ta học rồi. Arrive at các bạn. Arrive at rồi. Right nha, bởi vì sân bay các bạn. Royal, right Airport Airport Rồi câu này thì thầy nghĩ rằng rất nhiều bạn sẽ sẽ dễ sai nha. Vậy bạn sai bởi vì bạn sẽ bị dễ nhầm. Rồi bạn sẽ dễ 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 nhầm các bạn. Rồi tóm lại câu này. Rồi chỗ này bạn phải viết là ai nha. Khó nhất ở chỗ này nè. Khó nhất chỗ này các bạn. Chỗ này phải là chủ ngữ nè. Chỗ này phải chủ ngữ các bạn. Tóm lại bạn mà không phải chủ ngữ đây là bạn chật lấp. Rồi đây các bạn, chủ ngữ nha. Bởi vì đây chính là câu rút gọn các bạn. Bởi vì chỗ này nè, chỗ này là tôi đến. Tôi đến thì phải là tôi chỗ này. Còn nếu bạn viết cách khác là không đúng nha. Rồi ở đây I was told các bạn. I was told that. Rồi, I was told that. Rồi bạn viết lại ha. My fly. Rồi was cancel các bạn. Rồi cancel ED nha. Rồi, bạn sẽ biết cái này. Tóm lại khó nhất là chỗ này. Rồi, khó nhất là chỗ này này các bạn. Đây, khó nhất này đây. Không dễ nha. Rồi, cancel. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ qua câu tiếp theo các bạn. Chúng ta sẽ qua câu 373 nha. Thì tôi biết tôi đã gặp anh ta trước đó các bạn. Nhưng mà tôi không nhớ tên của anh ta. Rồi, câu 373 là một câu dạng câu khó trong uh, trong tiếng Anh các bạn. Nó là một dạng câu khó nha nó khó bởi vì là bạn phải nhớ idiom rồi khó là bởi vì bạn phải nhớ idiom bạn mới làm được câu này các bạn rồi thì ở đây bạn có cái từ thân nè bạn có thể tra từ điển ha bạn thấy cái cấu trúc này rất là rõ ràng rồi tôi biết rằng tôi đã gặp anh ta trước đó nhưng tôi không nhớ tên của anh ta rồi viết là khúc đầu các bạn i know i has met him before ha đây phải cái bất nhưng tôi không thể nhớ tên của anh ta nhưng tên của anh ta, his name, rồi người ta dùng thì hiện tại các bạn. Rồi, is, is on the tip of my tongue. My tongue. Rồi, bạn sẽ biết này nha. Tên của anh ta, uh, something is on the tip of uh, someone thân các bạn. Có nghĩa rằng không có nhớ. Rồi, không có nhớ nha. Rồi. Rồi, bạn chỉ cần tra cái từ thân này các bạn. Rồi bạn cái tra cái từ thân thì bạn sẽ có được cái idiom này nha. Rồi bạn làm xin kéo xuống bạn tìm. Đây các bạn, đây. Be on the tip of your tongue. Rồi if something uh, you want to say on the tip of your tongue là you think. Bạn biết nó nhưng mà bạn nhớ nó. rất là sớm. Rồi đây này, này, his, hơn name is on the tip of my tongue nha. Rồi. Rồi, uh, chúng ta sẽ qua câu tiếp theo các bạn. À, câu 374 nha. Thì cái lựa chọn của anh ta luôn luôn theo cái mà vợ của anh ta quyết định. Rồi. Thì ở trong này, các bạn lại có cái từ, một cái idiom nữa các bạn. Chúng ta lại có thêm một cái idiom nữa là cái lựa chọn của anh ta thì luôn luôn. Always. Đây, always các bạn. Rồi, hơi khó chỗ này nha. Khó, khó chỗ này nè các bạn. Rồi, always. In step. In step with. Rồi, in step with các bạn có nghĩa rằng à, luôn luôn phải à, theo hoặc là tuân theo rồi his wife wife his wife phải các bạn decision case, decision hoặc là bạn có thể dùng với mệnh đề phía sau nha what his wife decided bạn có thể dùng như vậy cũng được nha à, không sai các bạn bạn dùng một câu chỗ này nè hoặc là một cái cụm từ chỗ này cũng được các bạn rồi, bây giờ các bạn sẽ qua câu 375 các bạn. Nhớ để viết cho chúng tôi. Rồi, câu này dễ rồi các bạn. Remember to drop us on note hoặc là like nha. Rồi, uh, drop someone a note, drop someone a like có nghĩa rằng giữ liên lạc các bạn. Giữ liên lạc, giữ liên hệ các bạn. Rồi, rất nhiều bạn đã làm cực kỳ chuẩn luôn nha. Rồi, các rất nhiều bạn rất làm chuẩn luôn, đúng là khó thì cái tom bởi vì chúng ta có idiom nha chúng ta có idiom em. Rồi. Uh, phải nhớ idiom nhiều thì mới làm tốt được cái phần này các bạn. không thôi nó sẽ khó nha. Các bạn phải cố gắng thôi hết cách rồi các bạn. Rồi hết cách rồi. Rồi bây giờ chúng ta sẽ qua câu 376 các bạn. Hãy gọi uh, và viết cho cho anh ta nếu bạn không nói chuyện với anh ta trực tiếp các bạn. Rồi. Thì ở đây thì người ta cho các bạn là get in touch nha. Rồi ở đây người ta cho các bạn là get in touch các bạn. Rồi chúng ta sẽ biết thế nào đây Get in touch Rồi Thì hãy liên hệ Rồi get in touch à, Với anh ta Rồi với Với anh ta các bạn Rồi hãy liên hệ à, Câu này có thể thầy Thầy viết thêm cái từ in touch Cho các bạn á Rồi có thể là người ta không có cho chúng ta từ in touch các bạn Rồi nếu như vậy thì nó dễ quá ha rồi get in touch with him Rồi nếu bạn ha Đây các bạn nếu bạn không thể nào mà Nói chuyện à, Trực tiếp được với anh ta Có nghĩa là giữ liên lạc các bạn Ở đây là giữ liên lạc nha Rồi giữ liên lạc các bạn Rồi giữ liên lạc Rồi bạn dùng unless cũng được nha Unless cũng được Rồi đây các bạn à, câu 377 đây Đừng có lo lắng Sẽ có một cái cơ hội khác các bạn Rồi đừng lo lắng người ta cho các bạn được keep này đừng lo lắng, cho bạn kiếp nè Rồi, đây cũng uh, hơi khó xíu nha. Trời, đừng lo lắng, chính là kiếp hoặc là hô các bạn. Hô. Rồi, kiếp hoặc là hô. Rồi bạn sử dụng là do n up. Rồi, hơi khó xíu các bạn. Rồi, phẩy nè. Rồi. Uh, hoặc là chấm các bạn. Rồi, viết lại coi sao. There uh, will be an other chance. Đây. Bạn viết thế này nha. Rồi. Tóm lại đừng lo lắng ha. Keep your end up. Là hãy tự tin. Hãy lạc quan lên. Đừng có lo lắng. Rồi. Tóm lại câu này. Uh, uh, hơi khó xíu các bạn. Rồi. Hơi khó xíu nha. Uh, các bạn chịu khó tra từ điển ha. Thì các bạn sẽ thấy. Uh, idem Này. liền Rồi câu tiếp theo các bạn vào cái ngày mà cô ấy đồng ý kết hôn với anh ta anh ấy thì hạnh phúc hơn bao giờ trước đó trong cuộc đời của anh ta rồi ở đây chính là mệnh đề quan hệ các bạn cái ngày cái ngày mà rồi cái ngày cái ngày mà thì các bạn có thể bỏ cái từ đó đi ha cái ngày cái ngày mà à, that hoặc là which ha rồi à, cô ấy đồng ý để mà Marry him kết hôn với anh ta rồi cái ngày Cái ngày mà cô ấy đồng ý Để mà kết hôn với anh ta Là các bạn Bởi mình đề quan hệ nha Là nè Rồi là Rồi Rồi là cái ngày mà Hạnh phúc nhất ha Rồi The happy is Jay In his life nha Rồi Chúng ta sẽ À, viết như thế này các bạn nha. Đây chính mình là quan hệ các bạn. Rồi bây giờ chúng ta sẽ qua câu tiếp theo các bạn. Rồi câu tiếp theo là câu 379 nha. Thì nó có thật sự cần thiết cho tôi để đến sớm không? Rồi câu này dễ các bạn. Do I need? Câu này quá dễ rồi. Hoặc là do I have to nha. Arrive so early. Rồi này dễ các bạn. Một ai đó đã trộm chiếc xe của sếp. Rồi ở trên là thì hiện tại hoàn thành các bạn. Rồi, thì hiện tại hoàn thành. Thì ở đây các bạn sẽ sử dụng cho thầy thì hiện tại hoàn thành luôn. Rồi, đây hiện tại hoàn thành này các bạn, có nè. Chiếc xe của anh ta rồi bị bị uh, stolen các bạn. Hoặc các bạn có thể viết là the boss has been robbed. Rob đây các bạn. Đây, nhớ chữ op nè. His car rồi, nhớ thầy nha. Đây các bạn, drop off off hai cách nha. Rồi, hai cách các bạn. Rồi, thầy cảm ơn tất cả các bạn ha. Các bạn lưu ý thầy nha. Chỗ này sử dụng thì hiện tại thành cho thầy nha. Bạn nào mà không sử dụng thì hiện tại thành này là chặt lớp nha. Hết hết nè. Bạn nào mà sử dụng đây là hết không này không đúng nha, bởi vì chỗ này hiện tại thành này các bạn. Rồi. rồi thầy xin cảm ơn tất cả các bạn nha. Đặc biệt là các bạn phát biểu rất là nhiệt tình nè. Bạn Trang, bạn NGT, bạn Lai ha. Bạn Tom nha. Rồi, bạn Tom. Bạn Canary nè. Rồi, bạn Đỗ Thúy Hà nha. Rồi, bạn Bảo Thanh Thu Phương. Rồi, bạn Vũ Thành nha. Rồi, bạn Phan Đạt và rất nhiều bạn khác nha. Rồi, bạn Thanh Bạc và rất nhiều bạn đang theo dõi thầy. Rồi, thầy xin cảm ơn tất cả các bạn theo dõi nha. Thầy sẽ ngừng tại đây. Rồi. À, chúc các bạn ăn Tết vui vẻ nha. Rồi, thầy chúc các bạn ăn Tết vui vẻ và qua Tết chúng ta sẽ gặp lại các bạn. Rồi, xin cảm ơn, xin chào và tạm biệt tất cả các bạn nha. Rồi, bye bye các bạn. Rồi, bye bye các bạn nha. Rồi, g nai các bạn nha. Rồi, chúc các bạn ăn Tết. Rồi xin chào và tạm biệt tất cả các bạn. Rồi thầy xin chào và tạm biệt tất cả các bạn, hẹn gặp các bạn. Rồi. Rồi, xin chào và tạm biệt tất cả các bạn nha. Rồi chúc mừng năm mới à, tất cả các bạn. Rồi. Rồi. Rồi thầy xin cảm ơn tất cả các bạn nha. Rồi thầy xin xin chào tất cả các bạn. Nãy giờ chúng ta mới viết 20 câu thôi. Rồi tạm biệt tất cả các bạn. Rồi thầy sẽ cố gắng làm viết câu nhiều hơn cho các bạn nha. Rồi bye bye ha. Rồi bye bye các bạn. Rồi bye bye Bảo Ngọc ha. Bye bye Hân Lê. Rồi bye bye Bảo Ngọc. Bye bye Hân Lê nha. Bye bye Tom nè. Bye bye Bảo Thanh nha. Rồi cảm ơn tất cả các bạn. Rồi. Rồi Canary thầy phải like C1, C2 thầy giải đề thi. Thầy giải quá trời thứ luôn. Bởi vì nếu mà thầy không có làm mấy cái kia thầy chỉ là biết câu không thì vô tư nha. Rồi bye bye tất cả các bạn rồi chào tạm biệt tất cả các bạn